Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện mà làng quê của tác giả Anh Bảy, câu chuyện Lão Chánh Độc Ác. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đầu năm Tân Tỵ 1941, cũng đã hơn 4 tháng kể từ ngày quân đội Nhật lật đổ chính quyền do toàn quyền Đông Dương và các quan người Pháp cai trị. Thời điểm ban đầu, người ta cứ nghĩ đây là một cánh cửa mới mở ra sau những tháng ngày bị đàn áp. Thế nhưng không, niềm hy vọng nhỏ nhoi đó nhanh chóng bị dập tắt bởi chính sách cai trị của đám quân Việt này, chúng còn tàn bạo độc ác hơn gấp trăm ngàn lần. Tiền bạc của cải rồi lúa gạo bị vơ vét. Chưa dừng lại ở đó, ai có ruộng vườn thì đều bị buộc phải nhổ để trồng các loại cây đay cây bông phục vụ cho chiến tranh. Khắp mọi nơi, người dân lâm vào cảnh đói khổ lầm than. Thậm chí có vài vùng cao điểm, xác chết nằm la liệt ở ngoài đường, nhiều đến nỗi không ai dọn được hết. Làng Bình Sơn, một ngôi làng nhỏ nằm dưới dãy núi Hồng Lĩnh, cũng là một nơi như vậy. Mọi người hiện giờ đang phải oằn mình để gánh chịu những sự đàn áp vô cùng khắc nghiệt. Một phần là bởi vì người đang cai trị cả vùng này là một vị chánh tổng mới được bổ nhiệm. Thường ở những vùng khác thì quân Nhật vẫn giữ nguyên bộ máy cũng như là nhân sự. Quan lại từ thời Pháp trị vì chỉ áp đặt các thông báo và điều lệnh. Nhưng còn ở đây, ông chánh tổng cũ lúc loạn làng đã bị người dân nổi dậy giết chết. Người thay thế lần này đó là Bần, một lão thông dịch viên cho cả người Nhật và người Pháp. Tuy sinh sống ở trên tỉnh lỵ, nhưng nơi này là quê nơi lão sinh ra. Tưởng đâu cả cuộc đời của mình chỉ làm cái công việc thông dịch, nhận mức lương ba cọc ba đồng. Nhưng mà không thể ngờ vận hạn ập đến, vì thông thạo địa hình cũng như chưa tìm được người nào thay thế, cho nên lão được một viên tướng quân người Nhật chỉ định làm chánh tổng của cả vùng. Thế là lão Bần tức tốc đưa vợ con của mình dọn về làng Bình Sơn, rồi bắt đầu gây dựng thế lực. Tuy chỉ mới lên vậy thôi, nhưng với cái danh chánh tổng và quân Nhật chống sau lưng, nên lão hống hách lắm. Đầu tiên là lão không cho ai gọi mình bằng tên thật, mà chỉ được gọi là ông Chánh. Vợ lão thì phải gọi là bà Chánh. Lão Chánh có thêm hai người con đều là con trai, đứa lớn tin cường, khi xưa làm cai đội cho lính Pháp. Giờ vì hưởng kế chức tước của bố mình, cho nên được cho quản lý cả một đội lính ở địa phương. Người con thứ hai tên là Lâm, đang làm phụ trách văn thư trên tỉnh lỵ cho quan Nhật. Anh ta có chút chữ nghĩa cũng như là thông thạo tiếng Nhật, cho nên được lão Chánh nhắm đến trong việc tương lai. Khi gây dựng đủ thế lực thì sẽ đưa con trai vào bộ máy chính quyền. Chỉ lão năm này đã gần 65 tuổi, thế đâu còn làm được bao nhiêu năm nữa. Chưa dừng lại ở đó, trong gia đình còn có thêm vợ con của Cường và Lâm. Tất cả đều xuất thân từ những tầng lớp bình thường. Nhưng chính sự một bước lên tiên này làm cho hai con người con dâu của lão luôn tỏ ra phách lối, kinh kiệu lắm. Thành thử ra là người dân trong vùng này, ngoài sự bị đàn áp bóc lột từ quân Nhật, thì lại còn chịu thêm cái gọng kìm thứ hai. Đó là sự vơ vét của lão Chánh. Sáng hôm nay, nghe bảo ở phía cuối làng Bình Sơn có người đào được một viên đá quý. Màu sắc óng ánh lạ thường thì có cả chục người bâu lấy để ngắm nhìn. Người đào được là ông Tư. Kể thực thì ông chẳng có suy nghĩ hay mục đích gì là đi đào đá quý từ đầu, mà chỉ định vào trong rừng kiếm củ sắn củ mài để có cái cho gia đình ăn qua ngày. Đào một hồi thì củ chẳng thấy đâu, mà cái cuốc của ông vô tình chạm phải viên ngọc này. Ông Tư lần này trúng mánh rồi đấy. Mấy cái thứ này lúc trước những cái con buôn của người Tây Dương người ta thích lắm. Nhiều khi họ trả giá cực kỳ cao, đổi đời chứ trả chơi. Ông Tư cười tít cả mắt. Nhưng cái niềm vui của ông chẳng tồn tại được bao lâu khi mà từ bên ngoài có tiếng người vọng tới. Làm cái gì mà ồn nào thế hả? Ngồi tránh qua một bên xem nào. Đám đông bị gạt sang từ bên ngoài, một người đàn ông trung niên bước tới. Người này không ai khác chính là Cường, cái ta đang đi tuần cùng với đám lính của mình. Làm cái gì mà tụ tập đông vậy? Tính làm phản đó hả? À không có. Vài người lắc đầu, còn ông Tư thì nhanh nhậu giấu cái viên ngọc thạch phía sau lưng của mình. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Cường có mặt tại đây, bởi đi kế bên gã ta là một người thanh niên. Trông sắc mặt lấm lét lắm,
Cậu ta chỉ về ông Tư rồi thì thầm gì đó. Cờ nghe xong gật gù, đưa tay lên vuốt nai hàng dưới mép của mình. Ông Tư à, nghe nói ông mới đào được một viên ngọc thạch có phải không? À, làm gì có, tôi chỉ đi đào củ mài thôi. Ông đội Cường cứ nhìn trong giỏ đi. Vừa nãy ông Tư vừa chỉ vào cái giỏ dưới đất, bên trong có khoảng 5-6 củ mài dính đầy đất cát. À, vậy sao? Vậy thì ở sau lưng ông là cái gì đó hả? Đưa đây tôi coi. À, thưa cái này, hay ông Tính cãi lời. Cho mày đâu còn đứng được ra đó. Đám lính địa phương vội vàng chạy tới, tất nhiên với sức lực của ông Tư chẳng thể nào chống cự được. Gần như ngay lập tức ông quỳ xuống. Thưa ông đội Cường, tôi xin ông, tôi mới đào được nó thôi. Nhà tôi đã mấy tháng nay không có nổi hạt gạo, nên là tôi định bán kiếm chút tiền. Bán cho ai? Ông nghĩ cái vùng này có ai dám mua nó ngoài nhà tôi? Tôi định bán cho mấy người dân buôn. Láo tuệt. Tính qua mặt đâu à? Cái này ông làm như vậy là bị khép vào tội buôn lậu đấy. Có muốn tù một công suất phần đời còn lại không? Tôi không muốn. Vậy thì tốt. Bây giờ ông cứ để đây, tôi sẽ mua lại giúp ông, coi như tạo điều kiện để trông có cơm ăn. Tôi không bán nữa, tôi sẽ mang về nhà để trưng bày. Không bán? Ông phải bán. Nhưng mà cái này... Nhìn thấy cái roi lăm le trong tay của đối phương, ông Tư đành thở dài. Thôi được rồi, tôi bán. Nhưng mà thưa ông đội Cường, ông mua giúp nó được bao tiền? Để tôi xem nào. Cái viên ngọc thạch này xem ra cũng là loại bình thường thôi, chứ không có đáng giá gì nhiều. Chắc chừng 2 đồng bạc. Cái gì à? Sao lại ít thế? 2 đồng bạc còn ít. 2 đồng bạc theo tỷ giá bây giờ mua được một đấu gạo, đủ để nhông ăn uống thỏa thuê đấy. Cứ nhất trí vậy đi, tiền đây. Vừa nói Cường vừa móc trong túi của mình ra 2 đồng bạc ném xuống đất. Tiền chào cháu Mục, chúng mày đi thôi. Nói dứt câu, gã quay lưng cùng với đám lính dưới quyền của mình rời đi. Ông Tư lúc này gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Nhưng đúng là ông chẳng thể làm được gì, bởi động vào Cường giống như động vào ổ kiến lửa. Không biết sẽ mất mạng từ lúc nào. Nhặt 2 đồng tiền lên, ông liền thở dài. Thôi coi như là lộc trời cho đi. Lại nói về Cường, sau khi đi dạo một vòng thì gã cũng trở về nhà. Gọi là nhà vậy thôi, chứ đây là dinh thự của đời chánh tổng trước để lại. Từ ngày gia đình của lão chánh chuyển về, họ chiếm dụng luôn. Từ ngoài cổng bước tới, Cường thấy bố mẹ của mình đều có mặt trong gian nhà giữa. Điều này có phần khác lạ, bởi thường ngày lão chánh sẽ bận đi xem hát sướng, còn bà chánh mẹ của gã thì đánh tổ tôm. Thế là Cường bước tới cất tiếng gọi. Bố, mẹ, hai người có chuyện gì mà tập trung hết ở đây vậy? Cường à, mày về rồi à? Lại đây ngồi xuống. Ta đang định cho người kêu mày với thằng Lâm về đấy. Có chuyện gì vậy bố? Thì cái chuyện à, tìm nơi ở mới. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Cường bấy giờ chú mắt. Ủa bố, sao lại đổi chỗ làm cái gì? Cái dinh thự này vừa sang trọng rộng lớn, không phải chúng ta ở đây tốt quá rồi sao? Tốt cái gì mà tốt? Bà chánh bấy giờ ngắt lời của con trai. Mày có biết là chủ cũ của nó bị cái gì không? Lão ta lúc đang ngủ thì bị đám dân đen chúng nó lao vào cắt cổ đó. Mày muốn cái vận đen đó bám vào bố mày hả? Giờ thì Cường cũng phần nào hiểu ra, đó là bởi vì mẹ của gã khá tin vào tâm linh bói toán. Cường chép miệng. Chắc là mẹ lại nghe lời của lão thầy bói nào rồi chứ gì? Nghe lời người nào là nghe thế nào? Cái chuyện này không đùa được đâu con ạ. Người ta nói có thở có thiêng có kiêng có lành, mình phải kiêng cử thì mới khấm khá lên được. Mày có nhớ lúc trước không? Khi mà thời thế thay đổi đó, thì tao cũng đã đi xem bói được, người ta bảo là nhà mình sắp có chuyển biến. Rồi ta lại nằm mơ thấy trong nhà của mình có con rồng nó bay lên. Ngay lập tức bố mày được cất nhắc từ một ông thông dịch viên quèn với cái tên bẩn, đồng một cái nhảy lên làm chánh tổng. Như thế không tin sao được hả con? Lão chánh bấy giờ liền gắt. Tôi đã nói với bà bao lần rồi, đừng có nhắc đến cái tên bẩn nữa cơ mà. Tôi là người trong nhà nhưng mà cũng phải gọi tôi bằng ông chánh cho nó quen đó, nghe chưa? Tôi biết rồi. Có cái thằng Cường nữa, bố mẹ lần này định kêu hai anh em mày về, nhằm bàn bạc xem tìm chỗ nào đất đai nó thuận lợi, vượng khí để mà chuyển đến đó sinh sống. Không phải chỉ có mỗi bố mày mà còn để anh em mày đó, sau này phất lên chứ đâu thể là dậm chân ở cái xó xỉnh này. Thế lời của mẹ mình nói có lý, Cường chỉ biết gật đầu. Thì con xin nghe theo. Thế nhưng mà bố mẹ tính đi, chứ con không biết mấy cái chuyện đất cát này đâu. Tính thì tao với bố mày tính cả rồi. Hôm qua tao mời thầy phong thủy đi khắp làng này để xem địa thế. Cuối cùng thì ông ấy chọn cái mảnh đất phía trái cổng làng.
Cái mảnh đất này không những hợp tuổi bố mày mà còn cả anh em của mày nữa. Thế thì cứ dọn đến đó thôi. Cái chuyện này không đơn giản đâu. Phi tướng quân ở trên thông báo là sắp tới có đợt tăng thuế. Nếu như bình thường những cái vùng khác thu thuế 5 đồng, ta đôn lên 10 đồng để cắt lấy phân nửa cho nhà mình. Nhưng mà bây giờ thuế tăng lên, ta mà tăng nữa lộ nhỡ chuyện ra thì phức tạp đó. Mà không vô vét tiền thì lấy đâu ra tiền mà xây dinh dự mới. Chưa kể đến cái mảnh đất ở đó đang có 3-4 hộ, chúng nó sinh sống ở đó. Muốn đuổi chúng nó đi thì đâu phải là chuyện dễ. Cái này thì bố đừng quá lo nghĩ. Bố quên con trai của bố làm cái gì hả? Quyền hạn bố con mình trong cái làng này, quyền sinh quyền sắt trong tay. Mình muốn ở đâu thì đám dân điên kia phải nghe theo thôi. Biết là như vậy, nhưng mà ta cũng nói rồi, đang là lúc nhạy cảm đấy. Nhớ ở đâu mà chúng nó đâm đơn kiện lên trên, rồi quan Nhật cử người về điều tra. Ta không sợ cái chuyện đất cát, vì tao xin chắc là các ngài ấy cũng thông cảm. Nhưng mà chuyện thuế má lộ ra chết cả nút. Còn cái chức chánh tổng này nữa, có biết bao nhiêu đứa đang thèm khát, chỉ trực chờ tao sơ hở lên nhảy vào. Bố sợ cái gì, cứ nghe con đi. Bố quên là thằng Lâm nhà mình nó làm phụ trách văn thư ở trên tỉnh à? Bây giờ cứ cho là cái đám dân đen chúng nó gửi đơn lên thư kiện, thì bố chỉ cần bảo thằng Lâm nó giấu mấy cái tờ đơn chính đi là được. Ờ nhỉ, vậy mà ta cũng không nghĩ ra chứ. Cái thằng Lâm nó là người quản sách sổ sách đơn kiện thư tử, mà nếu như cái đám dân đen chúng nó mò tới tận nơi để thư kiện, thì các quan Nhật cũng phải nhờ thằng Lâm phiên dịch, chứ các ngài ấy thì làm gì am hiểu tiếng Anh Nam. Đúng vậy, cho nên là bố cứ an tâm đi. Chưa kể đến đứa nào mà chống đối thì xếp vào cái tội làm phản, sẽ lính bắt bớ nhốt vào nhà lao chừng dăm ba bữa là ngoan ngay mà. Được rồi, mày đúng là con trai của tao mà. Người ta nói con hơn cha nhà cơ phúc, xem ra chuyến này phải ăn mừng lớn rồi. Nói đến đây thì cả ba người đều cười ồ cả lên. Ngay chiều ngày hôm ấy, không để mất thêm thời gian, Cường tiến hành cùng với đám lính địa phương lâu la của mình bắt đầu tìm đến ba căn nhà cư ngụ trên mảnh đất ở phía bên trái của làng. Ngày đầu tiên trong danh sách đó là gia đình bà Vân, một người phụ nữ quá chồng. Bà có hai đứa con, một trai một gái. Ngày con trai thì mấy năm trước đi lính cho Pháp đến nay vẫn chưa về. Có thể là đã bỏ mạng ở tận châu Phi trong những cuộc chiến tranh phân chia thuộc địa. Đứa con gái của bà Vân đã lấy chồng sinh con ở huyện bên, thành thử ra là chỉ có mỗi mình bà ở nhà. Bước qua cánh cổng, Cường gọi lớn: "Có ai nhà không?" Từ bên trong nhà, bà Vân thấy Cường cùng đám lính trang bị đầy đủ súng ống gậy gộc, bà có chút hoảng sợ. Bà liền cúi đầu chắp tay: "Thưa ông đội Cường, có chuyện gì vậy ạ?" "Sắp tới đây ông Tránh có việc cần xây dinh thự mới. Sau khi xem xét thấy cái mảnh đất của nhà bà tọa lạc ở chỗ phù hợp, cho nên muốn đến để trao đổi mua bán." "Trời đất ơi thưa ông đội, tôi không hề cố ý bất kính, nhưng mà tôi chỉ có mỗi mảnh đất này, bây giờ bán đi tôi biết ở đâu?" "Bà ở đâu không phải là chuyện của tôi, nhưng mà nội trong vòng một tuần tới bà phải dọn đi, chứ bằng không bị bà bị khép vào cái tội chống đối lại chính quyền đấy." "Trời đất, sao lại ra nông nỗi vậy chứ? Tôi có chống đối gì đâu. Với lại chẳng phải nhà ông Tránh đã ở trong cái dinh thượng nguy nga trắng lệ, còn xây dựng gì nữa à?" "Cái chuyện đó không cần bà lo. Tôi nói rồi, cho bà một tuần." "Cái này nhưng mà thưa ông đội à, cho tôi hỏi, ông Tránh định mua cái mảnh đất của tôi bao tiền?" "10 đồng bạc." "Cái gì? Cả một mảnh đất mà 10 đồng bạc thôi? Ông làm ơn làm phước soi xét cho tôi, chứ 10 đồng bạc thì làm sao tôi sống?" "Bà sống hay chết thì mặc bà. Thời gian ấn định tôi chỉ thông báo vậy thôi. Bây giờ tôi sang nhà tiếp theo. Nhớ đấy, đừng có tính đến đường cãi lời, kết cục không mấy hay ho đâu." Rời khỏi nhà bà Vân, Cường tiến tới căn nhà kế bên. Mọi chuyện còn dễ dàng hơn khi đây là nhà của một cặp vợ chồng còn trẻ. Ban đầu họ cũng có ý cầu xin, nhưng khi Cường đề cập tới cái viễn cảnh sẽ trị tội họ bằng cách bắt người chồng sung vào lính, mà cái thời loạn lạc như thế này, việc đi lính cầm chắc cửa tử trong tay, cho nên họ không còn cách nào khác ngoài gật đầu nghe theo một cách đầy cay đắng. 2/3 căn nhà đã được giải tỏa một cách thuận lợi, nhưng khi đến căn nhà cuối cùng thì Cường vấp phải một sự chống trả hết sức quyết liệt. Đây là nhà của ông Hải, một người đàn ông tuổi trung niên. Trước đây ông cũng từng là lính Lê Dương, nhưng bị mù một bên mắt cho nên bị đuổi về quê. Sau khi mà nghe Cường nói xong với cái giá cho cả căn nhà là 10 đồng bạc thì ông liền đứng dậy, chạy vào trong nhà rồi lấy một con dao, sau đó ném thẳng xuống sân: "Tao thách đứa nào dám tới đây lấy đất của tao đấy. Cái mạng già này tao không tiếc đâu. Cho mày giết tao thì ít nhất kéo theo một đứa."
Cái câu cuối này khiến cho đám lính dưới quyền của Cường có chút chùn chân, bởi vì tuy đã có phần luống tuổi, nhưng ông Hải đã là người kinh qua thực chiến, chứ không phải đám lính yếu ớt cậy quyền cậy thế để trộm gà trộm chó. Thậm chí mới vừa năm đây, nghe tin có một con hổ từ trên núi xuống quấy nhiễu dân làng, ông Hải là một trong số ít những người mạo gan tình nguyện đi lên rừng để săn hổ. Sau một tuần lễ ăn rừng nằm suối, họ cũng cõng được con mãnh thú nặng cả tạ về làng. Thành thử ra bây giờ chúng nó cũng rén lắm. Cường quay sang nhìn đám thuộc hạ của mình. Chúng mày sợ hả? Cái đồ nhát chết. Các lại trừng mắt dùng cái roi của mình hướng về ông Hải. Là cũng mạnh miệng lắm. Nhưng mà lão đừng có quên, lão đang chống đối công quyền đấy. Chẳng có công quyền chó nào như chúng mày cả. Từ ngày chúng mày về đây chèn ép đủ đường, tao chỉ có mỗi mảnh ruộng cũng bị chúng mày nhổ hết lúa để trồng đây. Cũng may mà con trai tao nó làm cho người ở nhà giàu trên tỉnh, còn kiếm được vài đồng bạc gửi về, chứ không tao đấy cũng chết đói rồi. À, vậy là lão muốn chống đối. Cho mày đâu gô cổ lão la tại. Ông Hải cũng chẳng vừa khi ông liên tục la lớn. Bơ người ta, quân ăn cướp, cướp đất nhà tôi bà con ơi. Nghe tiếng của ông Hải rất nhiều người kéo đến, tuy nhiên họ cũng chẳng thể nào can dự được. Kết quả là ông Hải bị nhốt vào trong nhà ngục. Sau khi hoàn tất công chuyện, Cường trở về nhà hí hửng thông báo chiến tích cho bố mình nghe. Lão Tránh để làm tự hào liên tục vỗ vai con trai. Mày xử lý mọi chuyện gọn gàng như vậy, thật không hổ danh là con trai của tao. Thế nhưng sự vui vẻ này của hai bố con chẳng tồn tại được lâu. Khi mà khoảng 2 ngày sau Lão Tránh đang ngồi uống trà, thì từ bên ngoài có bóng người bước tới. Lão ngẩng đầu nhận ra là Lâm, đứa con trai thứ của mình. Có chút bất ngờ. Ủa thằng Lâm, mày về nhà chơi hả? Sao không báo trước? Chơi bởi cái gì? Bố à, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Ở nhà bố với thằng Cường có bắt ai tên Hải không? Hải? Có phải mày nói đến cái lão Hải ở mảnh đất phía bên trái đầu làng? Nhà ở đâu có không biết. Nhưng mà vừa đây đã con có nhận được một cái tờ chat gửi lên với nội dung tố cáo bố với thằng Cường lộng quyền cướp đất xây dinh thự. Ở bên trong ấy còn nhắc khéo đến cái chuyện bố tự ý tăng thuế đấy. Cái gì? Đứa nào nó lại... Tạm thời con giấu đi rồi. Cậu đã nhờ người điều tra thì biết được là con của ông Hải ở làng mình. Không biết làm đầy tớ cho một tên giàu có nào đó rồi lấy lòng, nhờ nhà ấy đâm đơn. Con nghĩ cái chuyện này không đơn giản. Cái chính không phải là người ta muốn giúp đỡ gia đình của lão Hải đâu, mà ẩn sâu trong đó là định gạt bố xuống, tìm cách thay thế cái chức chánh tổng đấy. Trời đất, sao lại ra cái nông nỗi này? Bây giờ tao phải làm sao đây? Tạm thời con đã gặp thằng con của lão Hải để nói chuyện, nhưng nó bảo bố phải thả bố nó ra ngay, mà không nó tiếp tục nhờ người ta gửi trác thư kiện đó. Tao biết rồi. Cường ơi, Cường. Từ trong căn phòng ngủ gần đó, Cường bước ra. Đêm qua có uống rượu khá say, cho nên lúc này còn ngái ngủ và đau đầu. Có chuyện gì vậy bố? Con đang ngủ mà. Trời sắp sập rồi con ngủ cái gì? Mày mau tới nhà lão, thả lão Hải ra đi. Sao lại thả? Chẳng phải là lão chưa chịu giao đất cho nhà mình? Cứ thả nó ra trước, đừng có hỏi nhiều, nó chuyện gấp rồi đó. Cường nghẹt cả mặt, nhưng đúng là không còn cách nào khác, đành phải thải ông Hải. Mẹ kiếp chứ, tự nhiên há miệng mắc quài, tưởng đâu mọi thứ thuận lợi rồi chứ. Trong buổi cơm chiều hôm ấy, lão Tránh có kể cho vợ nghe. Nghe xong thì lão thì thầm: hay là bà nói với thầy phong thủy cái đi, hỏi xem xây dựng né cái phần đất ấy được không. Sao mà được? Cái này ông thầy bảo là nguyên một mảnh đất thì long mạch mới liền được, tách ra thì còn nghĩa lý gì. Ông đúng là vô dụng, cái chuyện còn con mà cũng không xử lý được. Không phải là vô dụng, mà là thế lực của nhà mình chưa lớn. Bây giờ nhớ xảy ra chuyện gì kiện tụng thì cái đám nhà giàu kia chúng nó không tiếc tiền để đút lót nằm hất cẳng tôi ra, chiếm đoạt cái chức chánh tổng này đâu. Vậy ông định chôn thân ở cái dinh tự xui xẻo này thì bà có cách nào hơn không? Nói tôi biết. Cách hay à? Cách hay hơn thì có, chỉ là ông có dám làm hay không. Bà cứ nói đi, tôi nhất định làm theo. Ông nghe cho kỹ đi này. Vừa nói bà Tránh vừa liền ghé sát lại vào tai của chồng. Không biết bà nói gì nhưng cặp mắt của lão sáng lên, miệng nở một nụ cười, nghe xong liền gật đầu lia lịa. Bà đúng là cánh tay đắc lực của tôi. Hay, đúng là kế hay. Cùng lúc đó ở nhà của ông Hải, ông được thả ra trở về nhà của mình. Lúc nãy đây thì bà Vân cũng sang chơi. Sau vài câu hỏi thì bà thì thầm: anh Hải à, tôi biết là anh đã được thả, nhưng mà tôi nghĩ cha con lão Tránh không dễ buông tha vậy đâu. Cái này thì tôi biết, làm cái thư cướp cảng như chúng nó thì dễ gì mà cản lại.
Tuy nhiên thì cái mảnh đất này là hương hỏa tổ tiên để lại cho tôi biết bao đời nay. Bây giờ tôi làm mất thì cho dù có chết đi cũng không có mặt mũi nào gặp họ ở Suối Vàng. Cái thân tôi sống đến gần này tuổi cũng trải qua biết bao nhiêu cay đắng, cùng lắm là chết. Nhưng mà tôi chỉ lo cho hai đứa con. Thằng hai con của tôi đó, lần này nó đã cứu cả nhà một mạng. Tuy nhiên nó thì ở xa. Còn lại con út năm nay nó cũng chỉ mới 16. Giờ nó chỉ có một mình là tôi là chỗ nương tựa. Nếu như bất đắc dĩ được có chuyện gì thì nhờ bà chăm sóc con bé. Chết, ông anh đừng có nói gở vậy chứ. Cái chuyện đâu còn có đó. Vậy lại ông anh nhờ vả như vậy tôi kỳ thực là chả dám nhận lời. Bởi vì ngay cả nhà tôi cũng còn chẳng giữ nổi. Thế sau này không biết là đi đâu làm gì để sinh sống. Tôi chỉ hy vọng là nhà ông được bình an, tai qua nạn khỏi. Nói tới đây cả hai người đều nhìn ra khoảng không đen ngòm phía trước, giống như là tương lai bất định của họ vậy. Một tháng trôi qua, hôm nay nhà ông Hải đông hơn, náo nhiệt hơn. Đó là bởi vì ông làm đám giỗ cho vợ mình. Bà mất cũng đã hơn chục năm, nhưng mỗi lần vào ngày này ông lại làm mấy mâm cơm rồi mời bà con họ hàng sang dự. Căn nhà của ông ngoài ông và con út ra thì thằng hai con trai cả cũng về tham dự. Nhưng trong lúc mọi người đang ăn uống cười nói vui vẻ thì từ đâu có cả chục bóng người xông vào. Dẫn đầu trong số đó là Cường. Cái ta đạp đổ một cái bàn tiệc rồi bảo: "Mau bắt cha con lão Hải lại cho tao." Ông Hải đứng dậy rồi trừng mắt: "Mày lại tới đây cướp đất tao hả? Cướp cái gì mà cướp? Ai thèm động chạm gì đến đất đai của nhà ông? Chỉ là lần này tôi tới để bắt quân phản loạn." "Quân phản loạn? Mày bị điên hả?" Còn chưa hết bất ngờ thì từ trong buồng ngủ của ông Hải, một tinh lính lệ chạy ra với đống giấy tờ trên tay. Nó thả xuống mặt bàn, còn Cường thì liếc nhìn qua, vung tay cái roi về thẳng phía ông Hải. "Bằng chứng rõ rành rành như vậy, lão còn định chối tội. Nói cho mọi người biết, đây là thư từ của hai cha con lại qua lại với bọn cách mạng, chống lại quân Nhật. Suốt cả tháng nay tôi đã theo dõi hành tung của lão. Giờ thì mới nhân lúc lão sơ hở mà bắt được. Cây đổ gấp lửa bỏ tay người. Chúng mày đừng có mà vu oan giá họa cho tao. Oan ra thế nào thì để tôi đưa cha con lão giam vào nhà lao rồi cho điều tra." Nghe tới đây thì út con gái của ông Hải chạy tới quỳ xuống chắp tay: "Thưa ông đội Cường, xin ông xem xét cho bố và anh trai tôi. Họ trước giờ đều có dính dáng gì tới cách mạng đâu, bông lại bắt như vậy." "Út, không việc gì phải quỳ lại chúng nó. Chúng nó tới đây rồi còn mang đống giấy tờ này, chứng tỏ đã có sự chuẩn bị từ trước. Giờ mày có xin cũng không làm được gì đâu. Đứng dậy đi." "Nhưng mà thưa bố, tao nói đứng dậy đi." Cường nhếch mép mất hàm ra hiệu cho đám lính áp giải bố con cũng Hải đi. Út nhìn theo bóng cha của mình mà út nghẹn. Tất nhiên là ai cũng biết cái màn bắt bớ này là phía của Cường cố tình gán tội. Thế nhưng biết làm sao được, họ chỉ toàn là những người thấp cổ bé học mà thôi. Chiều ngày hôm ấy, ở phía cổng cái dinh thự của lão chính tầm, cô út tới quỳ xuống xin tha cho bố và anh trai của mình. Tất nhiên là cái chuyện này cũng đã nằm trong tính toán của gia đình lão chánh. Lão từ bên trong bước ra cùng với con trai của mình. "Còn út, mày tới đây làm cái gì? Hiện bố và anh mày đang bị giữ lại để điều tra cho nên không gặp thăm nuôi được gì đâu." "Thưa ông chánh, xin ông rộng lòng tha thứ cho cha và anh của con một con đường sống." "Kiểu này khó lắm, tao kỳ thật là không thể giúp được gì đâu. Cái tội cấu kết hiệp đồng với lại cách mạng là cái tội nặng đấy. Các quan Nhật bắt được chỉ có chém chết mà thôi. Đừng, con xin ông, con xin ông nghĩ lại thương tình cho nhà con." "Thương tình là thương làm sao? Ta cũng muốn lắm nhưng mà ông ơi, con cắn rơm cắn cỏ lại ông. Bây giờ ông muốn con làm gì con cũng đồng ý, chỉ mong bố con không có mệnh hệ gì." "Cái con này, mày thực sự có thể làm mọi chuyện tao yêu cầu hả?" "Dạ vâng, ông muốn làm gì con cũng làm cả." "Thôi được rồi, nếu như vậy thì tao có yêu cầu thế này. Mày cũng biết là tao muốn xây cái dinh thự mới trên cái đất có dính tới căn nhà của bố mày đó. Mà lần trước bố mày cứng đầu quá, cho nên là nếu bây giờ mày thay mặt bố mày viết cái giấy bán căn nhà cho tao, tao hứa là sẽ nói với bố của mày và anh trai mày, nhiều khi còn được tha tội." Có thật không ạ?" "Tất nhiên là thật. Đường đường ta làm quan chính tổng chẳng lẽ lại nói dối." "Dạ vâng, con đồng ý." "Được, thì mày vào trong đây đi, ta đưa giấy bút cho mày soạn." "Nhưng mà con không biết chữ." "Cái này thì đơn giản thôi, mày không biết chữ tao viết cho, chỉ cần điểm chỉ là xong." "Dạ vâng, như vậy cũng được à?" Quả thật thì đấy, một cô thiếu nữ tuổi đời còn non nớt thì không thể nào nghĩ được sâu xa. Thế là một lát sau, khi mà điểm chỉ vào tờ giấy chấp nhận bán căn nhà, thì lão chánh bảo cô về nhà.
đợi trong hai ngày nữa lão sẽ tìm cách để thả ông Hải và thằng Hai. Trước khi đi, cô bé còn cúi đầu cảm ơn. Đợi cho phía đối phương đi khỏi, lão Chánh quay sang hất hàm nhìn thằng con trai. Cái chuyện còn lại phần mày đấy, nhớ giải quyết cho gọn gàng đi. Cái này bố an tâm, cái để đó cho con. Phần tiếp theo của kế hoạch được tiến hành ngay ngày hôm sau. Tức là vào một buổi chiều muộn trời nhá nhem tối, ông Hải cùng con trai của mình lúc này đang ở trong ngục thì có tiếng người bước tới mở cửa. Hai cha con lão ra đi. Chú Bảy định đưa tao đi đâu? Lão được tha cho về. Sao lại tha? Đúng. Hay là lão muốn ở đây hả? Để tôi nói cho ông đội sắp xếp. Ông Hải lúc bấy giờ đưa mắt nhìn sang cậu con trai của mình. Kể thật thì từ khi hai bố con bị nhốt vào trong này, họ không thể nào tìm được cách để liên lạc với những người bên ngoài. Vì thì đâu có ai để có thể giúp đỡ. Sự cảm có gì đó chẳng lành, ông Hải bấy giờ liền nói thêm. Suốt cuộc thì đã có chuyện gì? Hay là bố con tao được thả thế này hả? Cái này phải cảm ơn con gái công đấy. Mày nói cái gì? Nó muốn biết thì cứ về nhà hỏi nó đi. Bây giờ ở đây không có chưa chấp lão đâu. Cút đi cho rảnh mắt. Không một chút chần chừ, ông Hải cùng với thằng Hai lập tức rời khỏi nhà lao. Hai người cố gắng chạy thật nhanh về nhà để xem rút cuộc có chuyện gì. Thế nhưng khi mà đi đến đoạn đường vắng thì bất ngờ từ trong bụi rậm có một toán người bịt mặt lao ra. Trên tay chúng đã dao rửa sáng loáng. Chuyện gì sẽ đến cũng không quá khó đoán khi mà cả ông Hải và cậu con trai của mình nằm gục với chỉ chít những vết thương ở trên người. Cùng lúc đó ở tại căn nhà nhỏ của ông, con út đang ngồi đợi tin tức thì từ bên ngoài có thấy có bóng người bước tới. Là bố hả? Thế nhưng mà sự vui mừng nhanh chóng bị dập tắt bởi cô nhận ra đó là Cường. Cá ta vừa tiến vào vừa vuốt cái hàng ri mép. Chào em, cơm nước gì chưa? Thưa ông đội, sao ông thả bố tôi ra mà? Bây giờ chưa thấy họ về nhà, tôi đang định đến để hỏi ông. Cái này em bình tĩnh đi, bây giờ trời đã tối, không để cho lính đắc cho nó nghỉ ngơi hả? Có gì sáng mai sẽ thả bố em. Vậy ông tới đây làm gì? Ta tới thăm em thôi. Cảm ơn ông, tôi đâu có đau bệnh gì mà ông phải tới tận đây thăm. Thôi, tôi không muốn làm mất thời gian. Cái chuyện của bố Vinh hai em nó phức tạp hơn ta nghĩ. Không chỉ căn nhà này mà có thể giúp được họ thoát tội đâu. Vậy ông còn muốn gì? Nhà tôi không có tiền bạc gì đâu. Trong nhà cũng chẳng có gì quý giá. Còn, thì quý giá là em đấy. Cường vừa nói vừa nở một nụ cười biến thái. Tất nhiên con út cũng hiểu được ý đồ của đối phương. Nó giật lùi về đằng sau rồi lắc đầu. Thưa ông, tôi xin ông, tôi còn nhỏ, ông đừng làm gì tôi la lên đấy. Em cứ la thoải mái. Hai nhà kế bên đều bị tôi đuổi đi cả rồi, mà bây giờ em con la chẳng đứa nào dám tới đâu. Đừng mà, còn cắn rơm cắn cỏ con lại ông. Cứ không nói gì nữa, gã sấn tới để luôn con út xuống sàn nhà. Đừng mà. Gã xé toàn chiếc áo bà ba cũ rích trên người của nó để lộ ra bầu ngực trắng trèo. Sau khi mà hít lấy hít để thì gã bế thúc nó lên định tiến vào trong buồng. Thế nhưng khi vào đến nơi thì gã cựng lại khi thấy nó không chống cự nữa mà buông thõng cả người. Đôi mắt nhìn sang thì giật mình phát hiện con út đã cắn lưỡi tự vẫn. Máu từ trong miệng của nó chảy ra thành dòng. Trơn hết cặp mặt của nó đỏ ngầu toàn những đường gân máu. Mẹ kiếp, cái đồ thân lửa ưa nặng. Thế nhưng thú tính trong người của gã đâu có chịu dừng lại. Thế là gã quan hệ luôn với thi thể của út. Sau màn mây mưa, có phần quái đàn của mình cắn đứng dậy bước ra ngoài. Sau đó thì ra lệnh cho đám lính dưới quyền của mình dọn dẹp, rồi phóng hỏa đốt luôn cả căn nhà. Sáng hôm sau, những người dân làng bàng hoàng khi thấy thi thể của cả ba bố con ông Hải nằm ở ngoài chợ. Trên cổ của họ có ba tấm bảng với nội dung ông Hải đã theo cách mạng, nhưng trong lúc bị bắt đã khai nhận rồi chỉ điểm, cho nên được thả. Thì gia đình của ông đã bị cách mạng trả thù. Thế nhưng tất nhiên dân làng chẳng ai tin vào những điều ghi trên tấm bảng này. Dẫu vậy thì họ cũng làm gì có thể chứng minh hay chí ít là đưa lên tiếng nói công đạo của mình. Họ chỉ đành lén chờ đến tối rồi đưa cái thi thể tội nghiệp đi chôn cất trong bãi tha ma của làng. Mọi chuyện được giải quyết êm thấm. Giờ đây lão Chánh không còn bất cứ một chướng ngại nào trong việc kiếm cái mảnh đất rộng phía đầu làng nữa. Nửa năm trôi qua, sau những tháng ngày vơ vét của cải thì cuối cùng cái dinh tự nguy nga trắng lệ của lão Chánh cũng được xây dựng xong. Nó có diện tích rộng gần gấp đôi cái dinh thự của quan Chánh tổng đời trước. Chưa dừng lại ở đó, kiến trúc cũng như vật liệu xây dựng
đều được nhập và làm theo lối phương Tây hết sức sang trọng. Sáng hôm nay tại khoảng sân rộng lớn có bày hàng chục cái bàn tiệc. Chúng được bày ra để phục vụ cho buổi lễ tân gia về nhà mới. Lão hí hửng lắm, bởi đúng như vợ lão nói, khi có được mảnh đất này thì con đường quan lộ của lão vô cùng thuận lợi. Lão không những củng cố được vị trí của mình mà còn kết thân qua lại được với những quan chức. Chưa kể đến việc là hồi đầu tháng vừa rồi, lão thành công hối lộ cho một viên quan người Nhật nhằm cất nhắc đưa cậu con trai thứ của mình vào bộ máy điều hành ở trên kinh kỳ. Tất nhiên là vị trí ban đầu khá thấp, nhưng lão tin rằng với tiềm lực của bản thân, từ từ Lâm cũng sẽ lên chức. Trở lại với cái buổi tân gia, từ tờ mờ sớm lão Chánh đã có mặt rồi đốc thúc kẻ ăn người ở nấu nướng, bày biện những bàn tiệc sao cho hết sức đẹp mắt, là bởi vì khách khứa đến dự toàn là những bậc quyền quý có chức tước. Đến hơn 8 giờ thì mọi công tác chuẩn bị hoàn tất. Đang ngồi đón những vị khách đầu tiên thì bất ngờ lão Chánh nghe thấy ở với dưới nhà có tiếng hét thất thanh. Thế nào lão nói om sòm thế bay? Lão vừa nói với nhau cặp mắt của mình lại. Ở phía dưới nhanh chóng có một tên hầu chạy lên. Thưa ông Chánh, là con mơ giúp việc. Sao nó la lên như bị chọc tiết vậy hả? Thưa ông, đúng là nó bị chọc tiết. Là sao? Tên hầu kết lúc này kể lại sau khi mổ lợn xong, con mơ được phân công đi ra giếng lau rửa chỗ huyết lợn vương vãi ở dưới đất. Thế nhưng khi ra đến nơi thì đột nhiên nó đứng thử người, cứ như là một pho tượng. Mọi người tò mò bước tới, thế nhưng vừa chạm vào người nó thì cứ như có một luồng điện chạy qua. Con mơ chừng mắt nhìn tất cả rồi chạy tới, lấy con dao bầu để chọc tiết lợn. Nó giơ lên lướt ngang qua, chỉ mặt từng người sau đó thì ngửa cổ lên rồi cười lớn. Mọi người lúc đó còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì con dao bầu được nó kề vào cổ của mình rồi chọc mạnh một cái. Máu từ trong huyết quản bắn ra tung tóe, tiếng hét vừa rồi chính là của nó. Sau khi nó hét xong thì ngã vật ra nền đất, co giật thêm vài cái rồi bất động. Sau khi nghe xong thì lão Chánh ngỡ ngàng, lão ta liền gắt. Nó bị điên sao? Sao nó lại làm như vậy? Thưa ông, chúng con không biết, mẹ nó chứ, sắp tiếp khách khứa rồi rách việc thế. Bây giờ phải làm sao ông? Còn làm cái gì? Còn điên ấy chết thì mặc nó đi. Chứ mày mau lấy tấm chiếu quân xác nó, đem ra nghĩa địa để chôn đi. Nhớ đi cửa sau, đừng có đi chợ cước. Khách cước người ta tới thấy lại không hay. Dạ vâng ạ. Tên hầu người hầu kia vừa rời khỏi thì bà Chánh từ bên trong phòng ngủ bước ra. Có cái chuyện gì mà nhặng lên thế? Tôi đang định nằm ngủ một chút mà nghe ồn ào quá thôi. Hay là khách tới rồi hả ông? Khách chưa có tới. Mà bà thấy cái căn phòng ngủ bài trí thế nào, có đẹp không? Đẹp lắm. Cạnh men lát dưới sàn sáng bóng đó, trông sang trọng không thua gì vua chúa cả. Chuyện nhiều khi còn hơn đấy chứ. Mấy cái thư cảnh vỡ này tôi mua ở Tây Dương, cho nó chuyển tới chứ đâu phải ở vùng này. Nhưng mà tôi có chuyện này muốn nói với ông này. Chuyện gì? Thì suốt nửa năm nay toàn bộ của cả nhà mình đều đổ vào cái dinh thự này, sắp hết rồi. Sắp tới thì ông phải tính cái đường để thu lại đi. Cái này thì bà không cần lo, tôi tính cả rồi. Tiền thuế cuối năm nay tăng lên 12 đồng. Chưa hết đâu, tôi có kế hoạch để chỉnh lên quan. Vùng đất này cắt giảm nhân khẩu vì người chết đói nhiều lắm, cho nên những kẻ còn nộp thuế được chỉ lác đác. Những ngày ấy chắc chắn là sẽ không quan tâm tới đâu. Cái chỗ dư gian tôi xung vào quỹ của nhà mình. Vậy thì tốt rồi. Hai vợ chồng vừa nói đến đây thì từ bên ngoài, những vị khách đầu tiên có mặt, ông Chánh nở một nụ cười tươi rói cùng vợ của mình chạy ra. Suốt cả ngày hôm ấy, từ trong cái dinh thự to lớn bể thế, tiếng cười nói chúc tụng vang lên không ngớt. Còn ở bên ngoài cả chục bóng người, họ là những dân làng vì quá đói khổ mà đến với ý định ăn xin, thế nhưng bị đám lính dưới quyền của Cường ra chặn cửa. Nhưng sự cùng cực đã khiến cho họ gần như là quẫn trí. Mà người nào người nấy bất chấp việc bị đánh đòn vẫn cố gắng chen vào bên trong. Thế không ổn, một tên lính mới chạy vào bên trong. Ông đội Cường ơi, có chuyện gì? Thưa ông đội, là đám dân nghèo, chúng nó xông vào sân sổ để xin ăn. Cái đám chó thối tha này, dám phiền các quan lớn dự tiệc à? Nhưng mà thôi, hôm nay là ngày vui, để đó đợi tao một lát. Cường vừa nói gắt đứng dậy, gắt chỉ vào mấy chiếc bàn tiệc. Mày mau gom đống xương sầu lại đi. Để làm gì với ông à? Còn làm cái gì? Gom rồi mang ra ngoài quẳng hết xuống đất cho chúng nó. Có chút ngần ngại nhưng tên lính cũng gật đầu mà làm theo. Sau khi gom được khá khá những mẩu xương, hắn ta chạy ra ngoài rồi tung lên. Nhìn những mẩu xương rơi vãi dính đầy đất cát, nhưng đám dân nghèo cứ như thể thiếu vàng bạc. Họ đều lao đến để tranh giành.
thậm chí là xô đẩy lẫn nhau, khiến cho Cường ngửa cổ mà cười lớn. Gã đưa hai tay vỗ vỗ như thể đang xem kịch hay vậy. Tuyệt vời quá đi mất thôi. Cho mày đâu gom hết thêm xương ném ra cho cái đám ấy, nhanh lên nào. Bữa tiệc kéo dài đến khoảng nửa đêm thì ai nấy lúc này cũng đều đã say lắm rồi. Lão Tránh đã được người ở dìu về phòng cùng vợ của mình. Cường thì thậm chí gục ở trên bàn tiệc. Chỉ có Lâm là còn có chút kỉnh táo. Những vị khách còn lại người thì ra về. Người về nhà quá xa nên vẫn được bố trí cho ở lại qua đêm. Còn phía bên ngoài đám đông những người đói rách vẫn cố gắng nán lại để trông chờ. Đám kẻ ăn người ở trong nhà của Lão Tránh có thương tình thì mang chút đồ ăn thừa cặn ra cho. Lại nói về Cường, gã được dìu vào bên trong. Vừa đặt lưng xuống cái giường đệm êm ái thì những tiếng ngáy đều đặn cũng vang lên. Cứ nằm say giấc như vậy được một lúc thì gã tỉnh dậy vì cơn đói khát đang cồn cào trong cuống họng. Vốn đang còn dư âm của cơn say cho nên Cường ú ớ. Có đứa nào đó không? Để cho ta cốc nước đi. Không có tiếng đáp lại. Gã bấy giờ quay sang kế bên mình, đưa tay lay gọi trong vô thức. Mẹ mấy đứa nhỏ, mau đi rót cho tôi cốc nước, mau lên. Thế nhưng mà của quảng mãi Cường vẫn không chạm được vào cúc vợ của mình. Có ai lạ nhỉ? Gã leo nhèo mà cầm mắt của mình. Đúng là gã chỉ đang nằm một mình trên giường. Chưa dừng lại, ở đó có gì đó sai sai khi chiếc giường này không hề có đệm. Chưa hết khung cảnh chung quanh không giống với căn phòng ngủ đằng trang hoàng lộng lẫy và sang trọng. Mình ở đâu thế này? Sau khi nhìn kỹ hơn một chút thì gã càng hoang mang, là bởi vì nhìn thấy vách tường chung quanh được lợp bằng lá, trông y hệt như những căn nhà của đám dân nghèo trong làng. Nghĩ chắc là mình bị ai đó chơi khăm, Cường tức giận lắm. Gã bật dậy rồi nghiến răng. Mẹ kiếp chứ, ông mà biết đứa nào chơi thì ông đừng có trách. Gã cố gắng lần mò theo vách tường để đi ra bên ngoài. Khi rời khỏi cái buồng ngủ thì thêm một lần nữa, Cường giật mình bởi đập vào mắt của gã là một gian phòng vốn không có rộng lớn lắm, mà lại còn bị chiếm dụng hết không gian bởi ba chiếc quan tài. Mùi hương khói sộc thẳng vào mũi làm cho gã nhăn nhó. Mẹ nó chứ, đây là đâu vậy? Còn đang tìm đường ra thì bất chợt phía ba cái quan tài kia bắt đầu phát ra những âm thanh lục cục, như thể có thứ gì đó bên trong đang muốn thoát ra vậy. Bình sinh Cường là một tên gan dạ không sợ trời không sợ đất, thế nhưng giờ đây càng cũng bắt đầu có chút nào núng. Đúng lúc này từ trong cái quan tài chính giữa, phần nắp của nó bị bật tung lên. Từ bên trong một bàn tay trắng bạch giơ lên bám vào thành. Khỏi phải nói Cường lúc này như thế tim của mình thắt lại. Gã thốt lên một tiếng kinh hãi rồi choàng tỉnh giấc. Đến khi hoàng hồn gã mới nhận ra mình đang nằm trong căn phòng ngủ sang trọng. Kế bên là Cúc, vợ của gã thì nhăn nhó rồi cảm giảm. Làm cái gì mà lét ồn ào thế ngài? Ông có biết là mấy giờ rồi không? Tôi vừa ngủ mơ. Lớn đầu rồi còn như con nít đó, lo mà ngủ đi. Cường thở ra từng hơi đầy nặng nhọc, đưa tay lau cái vầng trán đã đổ đầy mồ hôi. Giấc mơ lúc này đã xa rời thì cái cảm giác khô rát trong cuống họng lại xuất hiện, khiến cho gã không thể nào nằm lại xuống giường được. Cả bấy giờ quay sang. Em này, để rót cho tôi cốc nước được không? Phiền phức quá thôi. Sao không xem mấy đứa hầu nó làm? Để tôi đi ngủ đi. Cả ngày hôm nay cười nói tiếp mấy khách cưa đến ăn đám tâm xa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Không muốn tranh cãi với vợ, Cường chống tay ngồi dậy rồi nhoài người gọi với. Có đứa nào không? Có đứa nào đó không hả? Chẳng có ai trả lời, cả ta bấy giờ liền nhăn nhó. Tất nhiên là không còn cách nào khác ngoài việc bước ra ngoài. Khi ra khỏi căn phòng nhìn thấy cái hành lang trước mặt mà đầu óc của Cường lâng lâng, như thể cái nền nhà được nâng lên rồi hạ xuống liên tục. Gã cố gắng bám tay vào vách tường rồi lần mò đi đêm được một đoạn. Ra tới phòng khách, cái gian này rộng lớn lắm, bài trí toàn những món đồ cổ, đèn đóm thì cũng sáng trưng. Nhìn thấy trên bàn là cái bình trà, Cường có một chút ngần ngại rồi lao tới. Gã cũng chẳng muốn rót tách mà cứ như vậy ngửa cổ ngậm lấy phần vòi rồi tu ừng ực. Thế nhưng khi đầu lưỡi cảm nhận được mùi vị thì gã nhăn mặt phun ra thứ mình vừa uống. Mẹ kiếp chứ, cái gì thế hả? Càng lúc lại càng bất ngờ hơn khi mà Cường trông thấy thứ nước kia không phải là trà mà nó mang một cái màu đỏ sẫm, mùi vị thì tanh như thể là máu vậy.
Cái gì thế này? Các quay đi quay lại tiếp tục gọi. Có đứa nào không? Chúng mày chết hết rồi hả? Vừa mới dứt câu thì từ ngoài phía cánh cửa bắt đầu có những tiếng lập bập như ai đó đang gõ vậy. Cường thắc mắc. Trong đầu của lúc này của gã chỉ nghĩ chắc là đám người trong nhà cho nó nghịch ngợm bày trò trêu chọc cho nên cẩn giọng. Chúng mày được lắm đấy. Để tao phát hiện ra đứa nào đừng có trách. Các bước ra bên ngoài tới trước một cánh cửa, sau đó mở chốt rồi kéo ngược về phía của mình. Khi cánh cửa được mở ra dưới ánh sáng của chiếc đèn măng sông trong nhà, cái trông thấy một gương mặt đầy kinh dị. Cụ thể là cái gương mặt này bao phủ máu me và giòi bọ, giống như là một cái xác người đang phân hủy vậy. Lớp da thịt nhầy nhụa quá khiến cho gã không thể nhận ra người này là ai. Nhưng mà chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho gã hồn siêu phách lạc, cần giật lùi về đằng sau miệng ú ớ. Mày là cái gì vậy? Cái bóng người kinh dị kia không có chân mà cứ như vậy lướt thẳng tới, kèm theo đó là tiếng rên rỉ. Trả mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Hai mắt của Cường lúc này tối sầm lại. Tất cả những gì cuối cùng đã có thể cảm nhận là tiếng la thất thanh của chính bản thân mình. Lại nói về lão Chánh đang nằm ngủ thì lão bị tiếng hét đánh thức, còn đang nhăn nhó không biết làm gì thì ở bên cạnh bà Chánh cũng thức dậy theo. Ai vừa la lên giống như tiếng của thằng Cường vậy? Không biết nữa là đứa nào đó thôi. Thế nhưng khi cả hai còn đang hoang mang thì từ bên ngoài có tiếng của một đứa hầu gái vang lên. Thưa ông bà Chánh, có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì? Thưa cậu Cường, cậu ấy ngã trượt chân, đập đầu vào thành ghế bất tỉnh. Mày nói cái gì? Sao lại có chuyện như thế? Bà Chánh là người đầu tiên bước xuống giường tiến ra bên ngoài. Khi ra tới nơi thì đúng là bà trông thấy con trai cả của mình đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Kế bên là hai ba đứa người ở đang cố gắng lại gọi. Cường ơi, còn sao thế này Cường ơi? Chúng mày còn đứng được ra đó hả? Mà đi gọi thầy lang đi. Mấy người ở vội vàng vâng dạ rồi chạy đi. Một lát sau, gần như toàn bộ những thành viên khác trong gia đình cũng tỉnh giấc, bao gồm vợ chồng lão Chánh, Cúc, vợ của Cường và Lâm. Đợt này anh ta chỉ về có một mình vì vợ con ở lại trên kinh kỳ có chuyện riêng. Mọi người tập trung trước cửa phòng của Cường, bên trong là thầy Hai, vì thầy lăng của làng đang bắt mạch kiểm tra vết thương cho gã. Sao rồi? Thằng Cường nhà tôi có vấn đề gì không? Ông Hai bấy giờ gật gù rồi bảo. Cụ thể thì mạch đập của cậu Cường bình ổn, không ảnh hưởng tới tính mạng. Thế nhưng mà khi ngã, đã bị đập đầu cho nên bất tỉnh. Vậy thì khi nào nó tỉnh dậy? Dạ thưa bà Chánh, cái này tôi không biết được khi nào cậu ấy tỉnh dậy. Ông nói vậy được hả? Ông là thầy lãng mà. Dạ tôi chỉ biết bắt mạch bốc thuốc thôi, chứ đâu phải cái gì cũng có thể khám ra. Đúng là cái đầu vô dụng, cút đi. Sau khi đuổi ông Hai đi thì bà Chánh mới nói với người con trai thứ. Ngày mai đó, mày liên hệ với ông đốc tờ trên kinh kỳ về đây khám cho anh mày được không con? Cái chuyện này mày cứ an tâm đi, con sẽ đánh điện gọi họ tới. Có chút an tâm và trời cũng chưa sáng hẳn, cho nên mọi người chia nhau ra ai về phòng đấy để tiếp tục nghỉ ngơi. Khi lại về phòng của mình, bà Chánh bấy giờ thở dài. Đúng thật là cái thằng này, sao nó lại bất cẩn vậy chứ? Ông Chánh thậm chí chẳng nói lên một câu rồi cứ ngáp dài. Một lát sau thì tiếng ngáy đều đặn đã vang lên. Còn đang định nằm nghỉ thì đột nhiên bà Chánh nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng gõ. Nghĩ gì chắc là đứa hầu nào đó cho nên bà nói vọng ra. Có cái chuyện gì? Thằng Cường nó tỉnh rồi hả? Không có ai trả lời. Thế nhưng đáp lại bà là tiếng cười khúc khích. Bà Chánh bây giờ nhíu mày. Tao hỏi là đứa nào đấy? Cái tiếng cười khúc khích lúc bấy giờ im bặt không còn vang lên nữa, khiến cho bà có chút bực dọc. Bà đứng lên vỗ lấy cây quạt giấy rồi bước ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa phòng được mở ra thì bà không trông thấy ai. Có chút nghiêm giọng bà gõ cây quạt vào vách tường. Đừng để người ta bắt được nha. Không phải chỗ để chúng mày trêu đùa đâu. Nói vừa dứt thì bà đóng cửa quay trở vào trong giường. Thế nhưng rồi thậm chí lần này chưa kịp ngả lưng thì tiếng cười khúc khích và tiếng gõ lại vang lên. Cái đám nghịch ngợm này, chúng mày chết với tao. Bà Chánh quay người lao ra với tốc độ khá nhanh. Và đúng là lần này khi bà mở cửa thì thoáng thấy bóng người chạy về cuối hành lang. Ngay chắc là trong đám kẻ ăn người ở mình mới tuyển vào, chúng nó nghịch ngợm, thế là bà đuổi theo và nói. Mày đứng lại cho tao đi, tao bắt được tao đánh cho mày què do. Thế nhưng là ở chỗ là chỉ trong chớp mắt cái bóng người kia biến mất. Mặc cho phía cuối hành lang
không có gian phòng nào được mở, chỉ toàn là những phòng kho khách khứa. Chúng đều được khóa trái từ bên trong bởi họ đang nghỉ ngơi. Bà Tránh nhíu mày rồi miệng lẩm bẩm: "Quái chứ mày đi đâu rồi?" Lại hoài thêm một lúc thì tiếng gà bên ngoài sân gáy vang báo hiệu trời sắp sáng. Có chút mệt mỏi, bà Tránh thôi cái việc truy tìm đứa hầu cận chọc phá. Bà dự định trời sáng hẳn thức dậy sẽ do gọi hết tất cả chúng nó lại, đánh cho mỗi đứa 10 hèo, thà chạy nhầm còn hơn bỏ sót. Ngay tới đây thì bà nhanh chân trở lại phòng, nhưng bà đâu có biết được rằng khi bản thân vừa di chuyển thì từ ngay sau lưng một bóng trắng lướt qua. Đến đầu giờ chiều hôm sau thì Cường vẫn chưa tỉnh dậy. Gia đình cũng đã đón một đốc tờ Tây Phương từ trên kinh kỳ xuống. Qua gần một giờ đồng hồ thì ông bác sĩ bước ra. Ông ta nói bằng một thứ ngôn ngữ mà chỉ có lão Tránh cùng Lâm hiểu. Sau khi họ nói chuyện xong cũng mới tò mò: "Thưa bố, là ông đốc tờ nói chuyện gì vậy ạ?" "Mày bình tĩnh đi. Ông đốc tờ bảo thằng Cường nó không sao, nhưng mà vết thương trên đầu nó dẫn tới việc hôn mê. Bây giờ cứ tạm thời sai mấy đứa ở nó chăm sóc. Ông đốc tờ bảo là chỉ trong đây mai thôi, không lâu đâu." Cúc sụt sùi đưa tay lên lau hai hàng nước mắt của mình. "Sao lại ra nông nỗi này chứ? Là lỗi của con. Nên đêm qua anh ấy nhờ con đi dọn nước, con nghe theo thì đã không có chuyện gì." "Thôi, đừng con tự trách nữa, chuyện ngoài ý muốn đấy mà." Nói tới đây thì Cúc trở vào trong phòng để chăm lo cho chồng. Những người còn lại thì tản ra lo những công việc khác, nhất là lão Tránh, bởi lão có một cuộc hẹn quan trọng với quan người Nhật cho cái chuyện thu thuế đất đai sắp tới. Mọi chuyện được chân chu hơn thì lão cũng bảo Lâm đi theo. Trở về chiều, bà Tránh lúc này thức dậy khỏi giấc ngủ mù vào đêm qua. Cả người của bà thấy nhức mỏi lắm. Bà bước ra ngoài gian phòng khách, ngồi xuống cái ghế rồi cất tiếng gọi: "Có đứa nào dưới nhà không? Lên đây tao biểu." Rất nhanh chóng có một con hầu chạy lên. "Nà đi hả?" "Dạ vâng, bà cho gọi." "Mày lại để bóp vai cho tao đi, sao nhức mỏi quá." Con nào bước tới đứng sau lưng đưa tay đặt lên bả vai của bà. Có vài cú bóp đầu tiên cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khiến cho bà tỏ ra gật gù. Thế nhưng rồi trong lúc thư gian ấy thì đột nhiên bà đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Lúc này bà thấy chính con Na đứng người ở trong nhà đang cầm cây chổi quét sân. Không thể nào nhìn nhầm được là bởi vì vẫn còn khá sớm và khoảng cách đủ để cho bà nhìn thấy một cách rõ ràng. Nhưng nếu như vậy thì ai đang bóp vai cho bà đây? Khi câu hỏi vừa được lóe lên trong đầu thì cảm giác đau nhói ập đến khiến cho bà Tránh nhăn mặt. Cây quạt giấy cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Bà la lên một tiếng, cái âm thanh đánh động đám người ở gần đó chúng chạy vào. "Bà ơi, bà có chuyện gì vậy? Đau, đau quá." Lại là con nào bước tới. Bà bây giờ ấp úng: Mày vừa rồi ở đâu vậy hả?" "Thưa bà, con đang quét rác ở ngoài sân, con tí việc với chị Ngọc nữa." Mày nói láo chứ hả?" "Con làm gì có dám láo à? Bà đau ở đâu con xem." Tao đau ở hai bên bả vai quá. Hay là bà trúng gió rồi? Để con cạo gió cho." Thế nhưng khi nó vừa vén cổ áo của bà thì nó giật lùi về đằng sau hoảng hốt: Thưa bà." Bà cũng nhìn sang một đứa hầu gái khác là con Ngọc: "Mày nhìn thử xem vai của bà bị làm sao." Đứa hầu gái tên Ngọc bước tới rồi lần lượt nó cũng hoảng hốt: Thưa bà, cái chó gì vậy? Chứ mày có chịu nói không? Hay là để tao bẻ răng cắt lưỡi chúng mày?" "Thưa bà, trên vai của bà có dấu hai bàn tay." "Sao? Chứ mày nói cái gì, dấu bàn tay gì?" Nhưng đúng là trên bả vai của bà lúc này đây in hẳn cả hai bàn tay với 10 đầu ngón trông rất rõ ràng. Nhưng mà làm sao bà có thể tin được? Đúng lúc này thì bà thấy đứa con dâu của mình đi ngang qua nên cất tiếng gọi: "Cúc, Cúc, lại đây mẹ bảo." Cúc nghe thấy gọi thì bước tới: "Sao vậy mẹ? Mày xem bả vai của mẹ có gì không?" Tâm thế của bà Tránh lúc này đang chuẩn bị cho cái màn nổi trận lôi đình, mắng chửi đám người hầu của mình vì cái tội nói dối. Thế đến lần Cúc cũng miêu tả y như vậy, cứ cho là con Na với con Ngọc bày trò trêu chọc đi. Là người từ nãy đến giờ không hề nghe thấy câu chuyện, vậy thì làm sao có thể miêu tả một cách trùng hợp như vậy? Chưa hết, bà Tránh nhớ đến ngày cái người giống Na bóp vai cho mình. Nhưng nếu như vậy thì nó rốt cuộc là ai? Vốn khá tin vào những chuyện tâm linh cho nên bà có chút lo, thế bà liền gọi ngay: "Con Ngọc thằng tí, hãy chúng mày mau sang làng bên mấy ông thầy Ba Thẹo tới đây cho tao." "Dạ vâng ạ." Người tên Ba Thẹo vừa được nhắc đến đây chính là ông thầy phong thủy thân cận với bà Tránh. Cũng chính ông ta là người đã chọn mảnh đất này để vợ chồng ông bà xây dinh thự.
Được chừng nửa giờ đồng hồ sau thì cũng có hai đứa hầu cận trở về. Thế vậy bà Chánh hỏi: Ông thầy ba đâu? Thưa bà, ông thầy ba mất rồi. Cái gì? Sao lại mất? Mấy hôm qua đây thế còn làm lễ cúng tân gia cơ mà. Thưa bà, cái này con không biết. Nhưng mà con nghe mấy người nhà của ông thầy kể tối qua. Kể từ đám tân gia trở về, ông ấy nằm ngủ được một lúc thì đột nhiên bật dậy, đưa mắt nhìn chung quanh, miệng la hét gì đó. Tiến đến ông lấy cái túi đồ nghề ra vẽ bùa chú. Tiến nửa đêm thì mới chịu đi ngủ. Tưởng đầu đã êm nhưng mà tới sáng thì người nhà phát hiện ra ông ấy tắt thở. Mọi người bảo thầy ba uống rượu say rồi bị trúng gió. Cái lý do có phần hợp lý này khiến cho bà Chánh không chấp nhận được là bởi vì linh tính mách bảo cho bà biết cái chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà của mình với việc ông thầy ba Thẹo mất mạng có liên quan đến nhau. Thế nhưng giờ phải làm sao để giải quyết đây? Như sự nhớ gì đó, bà liền tiếp tục sai bảo: Thằng Tí à, mày chịu khó chạy lên huyện đi. Mày còn nhớ nhà của ông thầy Mười không? Dạ thưa thầy Mười nào ạ? Thì ông thầy Mười có lần năm ngoái mà tao nghe người ta bảo ông ấy xem bói có tiếng đó. Cho nên là sai mày chở tao đi đấy, mày có nhớ không? Dạ con nhớ. Mày lấy xe trong nhà chạy lên, tức tốc mời để ông thầy về đây. Dạ vâng ạ. Sau khi thằng Tí rời khỏi thì con Ngọc nó bước tới thì thầm: Thưa bà, còn có chuyện này con muốn bẩm. Chuyện gì? Thực thì con không muốn nói, nhưng mà từ lúc chuyển vào cái dinh thự này con cứ thấy nhiều chuyện lạ lắm. Chuyện gì? Thưa bà, tính ra cho đến bây giờ chuyển sang bên này được 3 hôm. Hôm đầu tiên là quét tước dọn dẹp rồi bày biện mấy thứ đồ trang trí từ dinh thự cũ qua đây. Để mấy lúc nằm ngủ thì con thấy có ai đó khều chân của mình. Cứ tưởng là mấy đứa làm cùng, nhưng mà khi con tỉnh dậy thấy một cô gái mặc áo trắng. Còn có cơ tiếng gọi nhưng cô ta không trả lời. Cứ bước thẳng tới cửa rồi đi ra ngoài. Còn lúc đó mỏi quá không biết trời trăng mây gió là gì mà cứ tiếp tục ngủ. Cho đến sáng hôm sau con thấy dưới sàn nhà có nhiều vết chân dính đầy bùn đất. Thậm chí là còn nói với mấy đứa sợ có kẻ gian đột nhập. Nên con có thưa với cậu Cường, xin cậu cử một nhóm lính tới kiểm tra khắp ngóc ngách. Cũng coi như là coi chừng, bởi vì nhiều khi nhà mình sắp tân gia, kẻ gian nó đột nhập ăn trộm. Thế nhưng mà mọi người lùng sục khắp nơi vẫn chẳng thấy gì. Con cũng có chút yên tâm. Nhưng mà đến đêm thứ hai một lần nữa con trông thấy cô gái kia. Cô ta đè lên người con ngột ngạt lắm, giống như là tắt thở đến nơi vậy. Tới sáng tỉnh dậy cả người con rã rời, nhưng là vì buổi tiệc tân gia nên con phải cố gắng gượng làm. Tiếp đến là việc con mơ nó tự vẫn ở giếng sau nhà. Cái gì mà tự vẫn? Ủa, bà chưa biết chuyện gì sao? Chưa à? Chuyện này chúng con đã bẩm báo với ông Chánh rồi. Sau khi kể lại chuyện đứa giúp việc cầm dao bầu thập tiết lợn cứ cổ tự vẫn, thì cả mắt của bà Chánh mở to ra vẻ hoảng hốt, miệng của bà thốt lên: Trời đất ơi, ông ơi là ơi, cái chuyện tề đỉnh như vậy sao không nói cho tôi biết? Thưa bà, chưa hết đâu. Vừa đêm qua cũng là đêm thứ ba, con đang nằm ngủ thấy cổ chân của mình đau lắm. Con mở mắt ra thì thấy cô gái mặc áo trắng kia đang nắm lấy cổ chân của con. Cô ta nắm chặt như thế, đang muốn là cắt đứt lìa chân con ra vậy. Đồng lúc thì con nghe thấy tiếng la của cậu Cường nên con giật mình. Mà bà có biết gì không? Con Ngọc vừa ngập ngừng lên tiếng, vừa vén cái ống quần của mình lên, đi từ ngỡ ngàng này cho đến ngỡ ngàng khác, khi bà Thánh trông thấy chân của nó có in hình nằm dấu bàn tay. Thưa bà, cái dấu này nó giống với cái dấu trên vai của bà vậy. Khỏi phải nói, bà Chánh giật thót tim. Bà đưa tay cua quào phủi từ phía sau lưng của mình như muốn xua đuổi một thứ gì đó vậy. Trời càng lúc càng tối hơn, trong nhà lúc này chỉ toàn đàn bà phụ nữ. Người đàn ông duy nhất thì chỉ có Cường, nhưng trong tình trạng hôn mê. Trong gian phòng khách, bà Chánh cuối cùng với đám người ở đều tập trung lại. Nỗi lo sợ của họ càng lúc càng được nhân lên khi mà ở ngoài trời mưa giông từ đâu kéo tới. Mỗi lần nghe tiếng sấm chớp rồi cái vầng sáng lóe lên thì bà Chánh cũng muốn rơi cả tim ra ngoài. Thế không ổn, bà liền bảo một đứa chạy đi kêu đám lính dưới quyền của con trai bà tới để chúng canh phòng. Với sự xuất hiện của toán lính thì phần nào đó bà Chánh cũng cảm thấy một chút an tâm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bây giờ đang là nửa đêm, bà Chánh không thể nào ngủ nổi. Ông Chánh với Lâm thì chưa về. Trong khi đó thằng Tí lên trên thị xã mời ông thầy Mười cũng chẳng thấy tung tích đâu cả. Ngồi được một lúc nữa, bà thấy bụng của mình có chút cuồn cào cho nên cất tiếng gọi: Cần Ngọc à, mày xuống bếp pha cho tao chút trà gừng đi. Dạ vâng. Con Ngọc gật đầu nhanh chóng tiến về gian bếp sau nhà, nhưng cũng rất nhanh chóng bà nghe tiếng hét thất thanh của nó. Thế là bà cùng với cú gọi thêm hai người lính nữ chạy xuống. Khi họ đến nơi thì Ngọc đang ngồi thu lu trong góc nhà. Bà bước tới gần.
có chuyện gì vậy Ngọc? Con Ngọc nghe tiếng gọi thì ngước mắt lên, nhưng nó không nhìn vào bà mà ánh mắt lại nhìn ra phía sau lưng. Trời đất ơi! Sau khi thét lên một tiếng thì nó ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Nhưng bà tránh đưa mắt nhìn khắp chung quanh căn phòng bếp, thể làm gì có ai khác. Thế không ổn, bà liền bảo một tên lính, mày mau đưa nó lên nhà đi. Sau khi mọi người quay trở lại căn phòng khách, thằng Tí cũng đã được ông thầy Mười mời tới. Khỏi phải nói bà tránh vui mừng đến nhường nào, bà liền rối rít: Thầy ơi, thầy xem giúp tôi với nhà tôi. Ông thầy Mười nhau cầm mắt nhìn chung quanh, trên tay ông lúc này có mang theo một cái la bàn cũ. Từ lúc nãy trên đường cũng nghe qua thằng Tí nó kể, để tôi xem thử một vòng. Vừa nói ông vừa cầm cái la bàn tiến hành đi dạo một vòng chung quanh. Một lát sau ông quay lại sắc mặt có chút trầm tư. Có vẻ như nhà bà bị ám rồi. Sao lại bị ám à? Hình như đất này có một cái vong cư ngụ. Mà theo tôi thấy thì cái vong này chắc phải nhiều oán khí lắm. Không biết lúc xây dựng dinh thự này có người nào bỏ mạng không? À, tất nhiên là không. Tôi coi trọng cái chuyện này lắm, nên là có việc gì tôi đều theo dõi sát sao. Vậy thì lạ thật. Vậy trước đó thì sao? Đất này có người nào chết không? Bà tránh lúc bấy giờ ngập ngừng. Cái chuyện này, ông nhà tôi hiện giờ không có nhà. Thằng Cường bất tỉnh nhân sự, tôi biết hỏi ai bây giờ. Ngay đến đây Cúc đứng lên rồi nói: Thưa mẹ, hay là mẹ thử hỏi thằng Trung thuộc hạ của chồng con. Cái thằng này nó là cánh tay đắc lực của anh ấy, cho nên dường như cũng biết chuyện đấy. Được rồi, mà gọi thằng Trung đi. Một lát sau tên lính tên Trung có mặt. Thưa bà cho gọi con. Mày nói cho tao biết, mày đến nhà tao xây dựng này coi từng chết không? Thưa bà. Trung ngập ngừng đưa mắt nhìn về Cúc. Mày nói nhanh lên chứ không đừng trách tao. Thưa bà con nói, thực ra cái mảnh đất này là từ ba căn nhà gộp lại. Trong đó có hai căn nhà của bà Vân và của vợ chồng thằng Tứ thì êm thấm lắm. Nhưng mà nhà cũng hãy... Chuyện đó tao biết rồi. Nhưng mà bố con của nó đâu có chết trên đất này. Nhưng còn con út cũng ấy thì... Mày nói nhanh lên. Bà tránh nghiến răng vơ lấy cái quạt cầm tay ném thẳng về phía của Trung. Nó lúc này hoảng sợ liền đổ sập xuống chắp tay. Để con gái út thì bị cầu cường hãm hiếp, rồi nó cắn lưỡi tự tử chết trong căn nhà cũ. Trời đất ơi, mày nói thật không? Con nói thật, con không dám nói dối nửa lời. Chuyện này cầu cường bảo con giữ bí mật, bà đừng nói con tiết lộ chứ không cậu giết con mất. Bà tránh lúc này quay sang nhìn đứa con dâu Cúc thì tức giận. Cái đồ háo sắc, sao anh ta lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Ông thầy Mười bấy giờ nói chen: Thôi, đây không phải thời điểm để nhà bà cãi nhau ghen tuông. Giờ thì đã rõ rồi, nhà này là nơi cư ngụ của vong hồn thiếu nữ. Cậu lính à, cậu còn nhớ là nó cô ta chết ở vị trí nào không? Thằng Trung đứng lên cố gắng nhớ lại, sau đó chạy tới chỉ về phòng ngủ của vợ chồng bà Chánh. Dạ thưa là ở đây. Càng nghe bà Chánh lại càng cảm thấy lạnh sống lưng. Nhớ lại tiếng gõ cửa rồi tiếng cười khúc khích đêm qua, bà tưởng tượng ra đó chính là vong hồn của con út. Ông thầy Mười tiến tới để kính cửa gian phòng ngủ. Từ bên trong đột nhiên có một luồng gió mạnh thổi tới khiến tóc tai cũng rối bù, người thì chao đảo. Thế nhưng bên trong phòng hoàn toàn kín, đâu có mở cửa sổ. Ông thầy Mười chừng mắt lấy trong túi ra một cái chuông nhỏ. Ông rung lên đến đâu thì ngoài tiếng sấm chớp nổ lên tới đó. Dùng chuông đọc mấy câu thần chú xong ông quay sang. Càng ngày lại càng phức tạp rồi. Giờ không chỉ dùng biện pháp thông thường có thể trấn yểm, là bởi vì vong hồn cô gái kia đã trở thành lệ quỷ. Sao ạ? Lệ quỷ? Đúng, cái thứ quỷ này nó độc địa lắm. Chết đi vẫn còn trong trắng cho nên mang nhiều oán khí tích tụ nhiều năm. Giờ đây nó nhắm vào chính nhà bà để trả thù, đầu tiên là cậu Cường đấy. Trời đất ơi, vậy bây giờ phải làm sao thầy? Bà bình tĩnh. Cậu lính này, cậu cho tôi biết chỗ chôn cất cô gái đó đi. Dạ, thường hình như đám dân làng đã chôn ba người họ trong bãi tha ma, nhưng mà ngôi mộ cụ thể ở đâu con không biết. Đi ra ngoài đó đi, nhất định phải tìm cho bằng được đào lấy xác cô ta mang về đây. Sao ạ? Thì đừng đùa chứ, người chết lâu rồi, bây giờ mau đi cho tao đi. Thầy đã dặn như vậy thì làm đi, bây giờ mày đi hay cả nhà mày chết. Bà tránh hùng hổ đe dọa. Chiếc câu nói để sức nặng của bà khiến cho thằng Trung sợ xanh cả mặt. Nhưng đúng là nó không thể nào cãi, thế là nó chạy ra ngoài cùng với một đám lính khác, nhắm thẳng bãi tha ma mà tiến tới. Còn ông thầy Mười trong lúc chờ đợi thì ông dặn mọi người chuẩn bị cho mình một cái bàn lễ. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, thằng Trung cũng cùng đám lính chạy về.
cho nó khuân theo một cái chiếu. Tuy bỏ ở ngoài sân nhưng mùi hôi thối từ xác chết phân hủy xộc thẳng vào mũi của bà ở tít tận bên trong. Thưa thầy, con đã mang xác nó về. Cái đúng là cái xác đó không? Dạ thưa đúng. Tuy mặt mũi không nhận dạng được nhưng mà trên người nó vẫn mặc chiếc áo bà ba trắng. Được rồi, bây giờ tạm thời để xác nó ở đây. Chúng mày mau lấy bột với lệ gạo nếp dài chung quanh tạo thành một hình tròn cho tao đi. Trận đồ đã được bày xong, ông thầy Mười bắt đầu tiến hành làm lễ chấn niệm vong hồn. Theo lời của ông ta thì nếu như không có thân xác sẽ rất khó để bắt được vong hồn của con út. Nhưng giờ đây khi nắm được thân xác của nó, ông dễ dàng ép buộc nó xuất hiện. Từ đó bắt nó lại rồi chấn niệm vào trong chính thân thể. Đây cũng là cách duy nhất để có thể loại bỏ đi vong hồn để oán hận này. Lại thêm một giờ đồng hồ nữa trôi qua, ông thầy Mười đã đọc được không biết bao nhiêu là thần chú, cũng như là đốt cả trăm cái đá bùa lớn nhỏ. Cho đến câu thần chú cuối cùng ngưng lại, ông thở hồng hồng đưa tay lau mồ hôi trên trán. Xong, đã xong cả rồi. Thầy đã bắt được nó lại rồi ư? Từ trong gian phòng khách, bà Chánh cùng con dâu và mấy đứa hầu chạy ra. Ông thầy Mười gật đầu nói: bắt rồi và công chấn điểm nó trong cái xác thối giữa kia. Thằng Trung đâu? Mang cái xác này đi đốt, nhưng phải đốt cho nghít. Xương cốt còn lại cũng phải đập cho nát rồi vứt xuống sông, chứ không được mai táng. Thằng Trung nghe thấy lời dặn dò này thì gật đầu. Cũng may trời lúc này tạnh mưa, cho nên việc đốt xác cũng diễn ra khá nhanh chóng. Nhìn ngọn lửa liếm tròn cả chiếc chiếu, bà Chánh bấy giờ nhếch miệng cười khẩy. Tưởng thế nào, hóa ra chỉ là cái phường tôm tép. Có con Cúc à, mày nghe đây, chuyện đàn ông đàn ăn năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Nhưng thằng Cường nó chỉ lấy có mình mày, cho nên nhiều khi nó gần đàn bà con gái cũng có chút tay máy. Mày thông cảm cho nó. Cần biết rồi. Và cũng gần như cùng lúc ấy, từ bên trong nhà có một đứa hầu hớt hải chạy ra. Thưa bà, cậu Cường cậu ấy tỉnh rồi à? Tiền vui liên tiếp ập tới. Bà Chánh lúc này quay sang với ông thầy Mười: tôi thực sự cảm ơn thầy, nếu không có thầy hôm nay tôi không biết làm sao. Bà không phải nói như vậy, chuyện là nên làm thôi. Sau này bà có gì cứ liên hệ tôi nhất định giúp. Dạ thầy yên tâm, tôi không quên ơn thầy. Quy chuyện đó tính sau. Giờ vào trong gặp con trai của bà đi, tôi cũng có lá bùa muốn gửi cho cậu ấy mang theo bên mình. Dù gì chắc âm khí cũng chưa tàn hết đâu. Dạ vâng, mời thầy. Khi mọi người tiến vào trong phòng ngủ của Cường, cánh cửa được mở ra, gã cũng đã tỉnh dậy. Bà Chánh liền lao tới: con ơi. Cường đã cầm mắt nhìn mẹ nhưng không nói gì. Cúc thì chắc có lẽ vẫn giận chồng chuyện dám tư tưởng đến gái lạ bên ngoài, có chữ đứng nép một bên. Ông thầy Mười tiến tới lấy từ trong túi ra một đá bùa. Cậu Cường à, tôi cho cậu cây này. Cái gì vậy? Bà Chánh bấy giờ liền thúc giục: con cầm lên đi, đây là bùa hộ mệnh xua đuổi tà ma của thầy Mười đấy. Cường có chút ngơ ngác nhưng rồi gã cũng đưa tay cầm lấy. Nhưng khi mọi người còn chưa kịp vui mừng bao nhiêu thì Cường lại bất ngờ vò nát rồi bỏ thẳng vào trong miệng của mình mà nhai. Cường, con làm gì vậy? Bùa của thầy cho sao mày lại phá? Mau xin lỗi thầy đi rồi xin lá mới. Thế nhưng Cường có vẻ không nghe thấy những lời của mẹ mình, cái chỉ chăm chăm nhìn về ông thầy. Chưa dừng lại ở đó, sắc mặt của thầy Mười có chút biến đổi, ông giật lùi về đằng sau. Không, không thể nào. Chuyện gì vậy thầy? Không ổn rồi, mau ra ngoài hết đi. Thế nhưng cái lời kêu gọi này của ông thầy Mười đã muộn. Khi mà Cường từ trên giường nhảy bổ xuống lao về phía ông, để ông xuống đất. Thằng chó, ai cho mày đến đây làm phiền tao? Thằng chó mà chết đi. Người đâu? Người đâu? Chúng mày đâu rồi? Khi mấy tên lính bên ngoài chạy vào theo lời kêu gọi của bà Chánh thì đã muộn. Cường lúc này dùng hai bàn tay lực lưỡng của mình bóp chặt vào cổ ông thầy Mười. Cứ bóp mạnh đến nỗi có thể nghe thấy những tiếng răng rắc của xương cổ của ông vang lên. Tới lúc Cường bị kéo ra thì ông Mười đang ngoép sang một bên, hai mắt trợn trừng miệng há ngấp, để trong đó chảy ra dòng máu tươi. Trời đất ơi, Cường ơi, mày làm gì thế con? Sao mày hại chết thầy Mười? Mày làm vậy thì thầy sao cứu được nhà này nữa chứ? Cường lúc bấy giờ cười lớn: tới giờ này mày vẫn nghĩ tao là con mày sao? Một giọng nói phát ra từ cổ họng của Cường, nhưng âm vực của nó hoàn toàn khác. Nó thều thào âm vang như thể phát ra từ một nơi sâu thẳm. Cường ơi, mày làm sao thế hả con? Ta không phải con mày, ta không phải con mày. Bà Chánh tuy sợ nhưng vẫn gắng gượng: mày là con út. Đúng,
Tao đây, tao đã trở lại. Út à, mày bình tĩnh đi, cái chuyện này ngoài ý muốn. Tao không ngờ thằng Cường nó làm vậy. Mày hãy chịu buông tha cho nó. Tao sẽ cúng kiến đầy đủ. Thậm chí nếu mày muốn, tao sẽ làm cho mày một cái miếu thờ. Tao không cần. Nếu tao muốn làm những cái điều ấy thì đâu phải chờ đợi đến tận bây giờ. Thôi, tao không muốn trêu đùa với chúng mày. Cứ an tâm, không chỉ mỗi thằng Cường đâu, tất cả chúng mày lần lượt cũng sẽ chết dưới tay của tao. Nói đến đây thì Cường cười lớn, rồi bất ngờ gắt đưa tay của mình đặt lên đầu vào cổ rồi xoay mạnh một cái. Cái âm thanh của khúc vang lên cũng là lúc cả người của Cường đổ vật xuống. Con ơi! Bà tránh rút lên lao đến phía của con trai. Trong vẻ mặt của Cường lúc này hiện rõ một nụ cười quái dị. Còn Cúc thì cô chẳng giận dỗi nữa. Hai người phụ nữ cứ như vậy gào khóc trong tuyệt vọng. Nhưng tiền giữ đâu chỉ có bấy nhiêu. Khi mà đến khi mà trời gần sáng thì có mấy người chạy tới báo tin. Ta là lão tránh trong lúc cùng đâm đi tiếp khách về thì bất ngờ chiếc xe lao thẳng xuống vực. Cái vực không quá sâu, nhưng vì Lâm ngồi kế bên cửa sổ lại trúng vào chỗ hiểm cho nên đã chết ngay ở trên xe. Chỉ trong một đêm mà cả hai đứa con trai đều vong mạng. Có thể nói bà tránh suy sụp đến cực độ. Bà gục bên hai thi thể đã lạnh cứng. Lão tránh thì ở bên cạnh đưa cặp mắt u uất nhìn vợ. Từ lúc về nhà đến giờ, lão ta không nói không rằng. Chẳng phải vì đau buồn như vợ mình mà lão vẫn chưa thể thoát ra khỏi được cái hình ảnh kinh hoàng vào đêm qua. Khi chiếc xe đang bằng bằng giữa màn mưa thì bất ngờ lão tránh nghe thấy gì đó như tiếng cười vọng lại từ cái ghế lái. Thằng hai, mày cười cái gì đó? Không có tiếng của người tài xế trả lời mà dòng cười càng lúc càng ngặt nghẽo. Lâm lúc này đang ngủ gục kế bên, lão tránh mới lặp lại câu hỏi. Thằng hai, mày cười cái gì đấy? Cười cái gì mà lắm thế? Có nghe tao hỏi không? Sắp đến nhà chưa? Lão tránh vừa hỏi dứt câu thì người tài xế quay lại. Nhưng hỡi ôi, cái gương mặt của anh ta khiến cho lão như hồn siêu phách lạc. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì gương mặt này nó kinh dị vô cùng. Một nửa đã phân hủy lộ hết cả xương sọ trắng hiếu. Phần còn lại thì dính máu thịt ở trên. Nhưng rồi bỏ lúc nhúc. Chưa dừng lại ở đó, một bên cặp mắt rơi ra. Ông tránh tẩm, ông còn nhớ tôi không? Mày là ai? Sao ông quên nhanh vậy? Cái nhà ông đang ở là đất của tôi đó, ông nhớ chưa? Mày. Lão tránh ấp úng vô cùng, nhưng lão chỉ nghĩ rằng đây là mơ, thế cho nên đưa tay vỗ đôm đốp vào mặt. Cơn đau khiến cho lão ngừng lại. Đây đâu phải là mơ. Nhưng nếu không phải là mơ thì chứ trước mặt của lão là ai? Ngồi yên một hồi, lão lắp bắp. Mày là thằng Hải phải không? Không có tiếng trả lời, chỉ có một tràng cười ngặt nghẽo vang lên. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đủ khiến cho lão tránh sợ đến mất mật. Lão ú ớ giật lùi về đằng sau. Làm ơn tha cho tao đi. Tuy nhiên làm sao có thể tránh được khi lão đang ở trong xe. Còn cái người tài xế với phần đầu kinh dị kia bất chợt quay ngược lại. Sau đó xoay thẳng hướng bánh xe về phía vực mà lao xuống. Lão tránh hoảng loạn vô cùng. Những gì lão có thể nghe được tiếp theo đó không chỉ là những tiếng cười khúc khích, và rồi tất cả chìm trong một cái màu đen tối. Đến khi tỉnh dậy, lão thấy mình đang được người ta đưa lên khỏi cái vực. Con trai cùng người tài xế thiệt mạng tại chỗ. Nhưng lão biết bản thân sống sót không phải là may mắn, là bởi vì những vong hồn kia đang chưa muốn cho lão chết, bởi vì họ muốn hành hạ giày vò lão. Tin tức cả hai người con trai của lão chính tổng vong mạng làm cho cả ngôi làng Bình Sơn rúng động. Tất nhiên ai cũng căm thù cái gia đình lão chánh tổng. Tuy không mừng ra mặt nhưng họ cũng xì xầm bàn tán rồi kháo nhau cảm tạ trời Phật về đã trừng phạt kẻ bất nhân. Hai cái đám tang được dồn lại làm một rồi chôn cất ngay ngày hôm sau. Nhưng tấn bi kịch thì chưa chịu kết thúc. Khi mà đến lượt mấy đứa cháu của lão, chúng cũng bất ngờ lên cơn sốt cao. Trước khi chúng liệm dần rồi tắt thở, đứa nào đứa đáy mắt cũng nổi đầy những đường gân máu. Miệng của chúng thì ngoác ra cười những tràng cười đầy kinh dị. Không biết có phải chịu quá nhiều những sự đả kích liên tiếp hay không mà bà tránh gần như là phát điên. Bà không nhận ra bất cứ ai, cứ nhốt mình trong phòng. Thậm chí tới bữa ăn cũng không thèm màng tới những thứ mà bà cho vào miệng để duy trì sự sống, chính là chất giải từ bản thân của mình tiết ra. Cứ điên điên dại dại thêm được một tuần thì bà cũng treo cổ tự vẫn.
Nhưng theo những gì mà đám người ở cũng như lính lệ kể lại, khi chúng đưa thi thể của bà Chánh xuống thì cả người của bà nặng lắm, nặng đến nỗi cần phải đến những bốn người mới khuân đi được. Chưa hết, khi đưa thi thể của bà vào trong quan tài thì một mùi hôi thối bốc lên, cứ như thể bà Chánh đã chết từ lâu vậy. Trong đám tang của vợ mình, chẳng ai nhận ra được lão Chánh tổng quyền thiên hách dịch mọi ngày, mà thay vào đó là một lão già đầu tóc bù xù, ngồi thất thần đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn ráo rác khắp nơi, giống như thể lão đang xem thử xem có vong hồn oán hận nào sắp sửa tìm đến trừng trị lão hay không. Sự suy sụp của lão Chánh tổng chưa kết thúc, khi mà vừa với những sự bất ổn trong gia đình, đám quan lại Nhật bắt đầu suy nghĩ về chuyện có nên cho lão tiếp tục giữ chức Chánh tổng hay không. Thế là sau khi họp bàn, chúng quyết định cử người khác. Phản ứng vì mình bị chốt phế, lão Chánh như phát điên. Lão đốt luôn cả dinh thự của mình rồi nhảy vào trong ngọn lửa lớn. Thế nhưng ngặt nỗi chớ chiêu thay, đông đúc những tiếng lá hét vọng ra từ bên trong căn nhà đang bốc cháy, thì trên bầu trời mây đen kéo tới rồi đổ mưa. Cơn mưa lớn đến nỗi màu chóng dập lửa. Lão Chánh vẫn còn sống, thế nhưng cả thân người lúc này chi chít những vết bỏng phồng rụp. Lần đầu tiên có người nghe thấy những tiếng khóc của lão ta, những tiếng khóc ai oán thê thảm vô cùng. Những ngày sau đó có mấy vết bỏng cứ lở loét, làm thân thể của lão đau nhức đến thấu xương. Lão cứ nằm bên trong dinh thự đổ nát mà gào lên thảm thiết. Trong đám người ăn kẻ ở lúc trước, có đứa cũng thương tình tới cho lão chút đồ ăn. Thế nhưng khi mang tới thì nó phát hiện ra cái lưỡi của lão Chánh đã teo lại từ bao giờ. Lão không thể nói như người bình thường, ngay cả chuyện ăn uống cũng khó khăn. Trong tình cảnh bây giờ là sống không bằng chết, lão thở từng hơi nặng nhọc, không biết lấy từ đâu một con dao đưa cho đứa người hầu rồi thì thào nói gì. Tuy không rõ lời nhưng đối phương cũng biết lão đang muốn nhờ nó chấm dứt mạng sống của mình. Và ngay sau khi đứa người hầu rời đi, chẳng ai nghe thấy tiếng rên rỉ gào khóc của lão Chánh nữa. Mà đến tận hai ngày sau, khi người thấy mùi thứ bốc lên, người ta bước tới để kiểm tra, phát hiện ra lão đã chết với một con dao cắm ngay trên ngực. Gương mặt khi chết của lão hết sức kỳ dị, một bên cháy xém từ những vết bầm, bên còn lại có biểu hiện giống như lão đang cười vậy. Sau cái chết của lão Chánh tổng thì bắt đầu phong trào nổi dậy phá kho thóc Nhật, rồi cướp chính quyền bắt đầu nở rộ ở trên những địa phương chung quanh. Cái mảnh đất với tòa dinh thự to lớn một lần nữa bị đốt phá. Ở lần này chẳng có cơn mưa nào dập lửa. Sắc đám cháy bốc lên cao, đến gần một tuần lễ mới ngừng hẳn. Từ đó trở đi, cứ hễ nhắc tới đống đổ nát này, người dân trong làng lại kháo nhau về câu chuyện quả báo nhãn tiền, gieo gió gặt bão của lão Chánh tổng ác độc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.